Rồi, hôm nay là cái buổi sinh hoạt đầu khóa. Dạ, sinh hoạt đầu khóa của cái đợt thực tập ngoại khoa. Em là đối tượng thứ 6 không? Chúng tôi 4. Dạ. Yeah. Thì cuối khóa sẽ có cái đợt một cái buổi sinh hoạt cuối khóa nữa. Thì cái thi cử. Mục đích của cái buổi sinh hoạt này để chúng ta nắm cái tình hình ở trong cái bệnh viện mô đường thực tập của chúng ta. Thứ hai nữa là cái đó là đương cái đó là phụ cái chính của chúng ta biết cách học, biết cách thực tập như thế nào nha, để đạt kết quả cao nha, trong kỳ thi cuối khóa đạt điểm cao, cái điểm cuối khóa cao nha. Thì trước tiên thì thầy sẽ nói sơ qua về tình hình thực tập ở bệnh viện này. Bệnh viện này là bệnh viện đa khoa loại 1 nha. Về mặt ngoại khoa thì nó cũng có nhiều đủ bệnh cho các bạn học. Các bạn sẽ đi thực tập ở ba cái khoa, khoa ngoại tổng quát, khoa lồng ngực mạch máu và khoa tiết niệu. Tuy nhiên đối với từng đối tượng sinh viên thì chúng ta sẽ có sự phân công cho nó hợp lý. Tại vì cái trọng tâm chính vẫn là học về ngoại tổng quát. Cho nên đối với sinh viên kiên tu và sinh viên quý 6, chúng tôi ba chúng tôi bốn và quý 6 nha, thì chúng ta chỉ có một ngày học với thầy Thịnh ở khoa lồng ngực mạch máu thôi, còn lại chúng ta học ở ngoài tổng quát hết. Cái ngày đó thì tổ trưởng có trách nhiệm liên lạc với thầy chọn một ngày thích hợp. Cái ngày đó là mình nói với khoa nó tương đối đầy đủ và thầy Thịnh sẽ dành nguyên một ngày từ sáng đến trưa để hướng dẫn cho các bạn một ngày đó. Nhưng còn thời gian còn lại là sẽ học có ba ngoại tổng quát ha. Còn đối với chuyên tu 2, đi 2 và đi 3 thì chúng ta có một tuần ở khoa ngoại lồng ngực mạch máu, một tuần ở khoa tiết niệu, thời gian còn lại ở khoa tổng quát. Còn nói như thế thì đối tượng chuyên tu 4 và 6 các anh biết là các anh chị biết là học ở đâu, thời gian bao nhiêu rồi, đúng không? Rồi. Đó là sự phân công khoa học nha, trong cái khoa thực tập như là Y6 và chuyên tu 4 thì chỉ đi tổng quát thôi, đi ngoài tổng quát thôi nha, và liên lạc với thầy Thịnh để đăng ký một cái ngày, để chọn cái ngày để học với thầy ở dưới một ngày dưới lồng ngực. Chúng ta có Y6 có 7 tuần thực tập không? 7 tuần, chuyên tu 4 có bao nhiêu? 5 tuần. Thì trừ một tuần cuối cùng lo chuyện thi cử ra thì sáu còn có 6 tuần thực tập nha, và thi cử có 4 tuần thực tập nha. Thì mỗi cái tuần thực tập đấy thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta lấy chỉ tiêu lâm sàng, chắc biết hết rồi, gì chúng tôi biết rồi, lấy chỉ tiêu lâm sàng nha. Một tuần thực tập là một tuần chúng ta thực hiện các chỉ tiêu lâm sàng. Chỉ tiêu lâm sàng đó là cái gì? Thì có cái quy trình thực tập nghe mà tôi cũng sẽ cung cấp cho mấy anh chị các em, mà trên mạng cũng có nghe, mà tôi chỉ nói sơ qua thôi. Một tuần chúng ta cần làm gì nghe, nó có hai cái loại chi tiêu, một loại là bắt buộc, một loại là khuyến khích. Bắt buộc là làm bên ác thì cấp cứu là bắt buộc, có nghĩa là không làm hai cái đấy thì coi như không đạt, và đến khi cuối khóa thì không hoàn tất hai cái chi tiêu bắt buộc này cho các tuần chúng ta chưa được thi nha. Nghĩa là bắt buộc là gì, là làm bệnh án và mà trực cấp cứu, làm một cái bệnh án và trực một ngày cấp cứu, trực một ngày cấp cứu nha. Còn những chi tiêu khuyến khích là cái gì, ví dụ như thực hành có thể xuống phòng mổ, xe mổ, buồng mổ, có thể kiến tập những thủ thuật đó, cái thuật can thiệp nha, hoặc đích thân mình làm một cái thủ thuật nhỏ, ví dụ như là đốt ống dẫn lưu, là không dạ dày, không tiểu vân vân nha, đó là thực hành. Rồi một cái chỉ tiêu nữa là trắc nghiệm, lượng giá trắc nghiệm là ở trên mạng có nha, trên mạng có, thì một tuần chúng ta làm một cái bài lượng giá trắc nghiệm, nếu ta đạt chúng ta coi như không đạt cái chỉ tiêu thực hành đấy nha. Một chỉ tiêu thực hành nữa là gì, là làm một chuyên đề, là
chúng ta có một cái điểm thực hành, một cái điểm thực hành và điểm trung bình cộng của các phần thực tập. Điểm trung bình cộng các điểm thực hành đó ra là điểm thực hành cuối khóa. Nha, cái điểm thực hành cuối khóa đó nó sẽ quyết định cái điểm cuối khóa chúng ta quyết định như thế nào thì cuối khóa chúng ta sẽ biết. Nha, bây giờ nói nhiều quá nhưng khi sợ các em sẽ rối. Chỉ cần biết là gì là ta cố gắng học cho tốt. Nha, mỗi tuần chúng ta cố gắng có điểm thực hành nó cao 90 điểm gì đấy để cái điểm thực hành cuối khóa ta cao, để có thể gì chúng ta có thể góp phần ta nâng cái điểm cuối khóa lên. Rồi chúng ta biết là điểm thực hành là điểm chúng ta tự chủ động đấy, còn điểm thi là cái điểm nhiều khi nó hên xui luôn đấy, có may mắn luôn đấy. Cái điểm thực hành này là không có may mắn, hầu như không có may mắn, chứ điểm thi là có may mắn. Khoảng 60% của điểm thi là có sự may mắn đâu đấy, đúng không? Cho nên cái gì chúng ta chủ động được thì chúng ta chủ động để chúng ta hạn chế bớt những cái nguy cơ mà cái điểm thi nó có thể làm hạ thấp cái điểm cuối khóa của chúng ta. À, rồi vậy chúng ta một tuần chúng ta có 5 ngày thực tập nha. Một ngày thực tập của chúng ta nó gọi là buổi đi, buổi thực tập đi, chỉ buổi sáng thôi, chúng ta như ngày nha. Buổi sáng bắt đầu 7:15 và kết thúc lúc 11:00. Nha, một buổi thực tập nó bao gồm 3 phần nha. Phần đầu buổi là giao ban là nãy các em thấy giao ban đây đấy nha. Rồi giữa buổi là các em sẽ xuống bệnh phòng thực tập ở bệnh phòng, thực tập trên giường bệnh nha. Và cuối buổi chúng ta quay trở lại cái giảng đường này để ta trình bệnh án nha. Giao ban buổi sáng thì cái nhóm sinh viên trực cấp cứu ngày hôm trước có trách nhiệm báo cáo lại những ca hay, chọn ra một ca hay, một vài ca hay của cái tổ trực hôm trước để báo cáo lại để chúng ta học nha. Ở cái khoảng giữa đấy thì chúng ta xuống giường bệnh chúng ta học, thì dẫn đầu chúng ta tự học nha. Những khoảng cuối cái khoảng ở dưới giường bệnh đó thì có thầy cô sẽ xuống dưới sẽ phụ trách để em chọn một người ra một vài cái trình cái bệnh tại giường cho thầy cô sửa hướng dẫn tại giường. Rồi đến cuối buổi thì quay lên đây một nhóm sinh viên có thể hợp tác với nhau để chuẩn bị cái bệnh án, để chuẩn bị bệnh án để trình ở đây, cái ngày nào cũng đều như thế nha. Trong cái buổi thực tập nó buổi sáng đấy, nếu sinh viên nào có được phân công đi xuống các khoa cận lâm sàng để lấy chi tiêu kiến tập, bữa nay tôi xuống tôi xem chọc giò màng phổi, bữa nay tôi xuống tôi xem siêu âm bụng, hôm nay tôi xuống xem mổ ca đấy, thì xuống dưới. Còn lại những người còn lại không có xuống thì phải ở trên đài học nha. Sinh viên là được cấp cứu cũng được phép xuống phòng cấp cứu để lấy cơ bệnh ở dưới. Là nói chuyện sinh viên là đi đâu, làm gì nha, thì tổ trưởng phải nắm, nó có sự phân công hợp lý, nắm được vấn đề chưa. Như là bộ môn chỉ xem các bạn dán khi nào các bạn không hiện diện ở trong khoa phòng cấp cứu và các khoa liên quan. Còn nếu các bạn ở căn tin, nếu bạn ở ngồi hành lang ăn gỗ hay là bạn ở ngoài bệnh viện coi như là không có thực tập nha. Và cái chuyện đó bộ môn sẽ kiểm tra bằng những danh tổ chức để xem coi sinh viên có thực tập, có thực sự đang thực tập ngoại khoa hay không, hay là chỉ ở trong bệnh viện thôi không có thực tập ngoại khoa. Nắm được vấn đề chưa? Rồi có gì thắc mắc chưa? Nó sơ sơ qua là hiểu chưa? Có gì thắc mắc không? Sáu có gì thắc mắc không? Em hỏi là do đây sáng có một khu vực nó có nhiều thành phần nhóm thì ai sẽ là điều chỉnh? Thì trong nội bộ phân ra thôi. Trong nội bộ nhóm sinh viên được cấp cứu ngày hôm trước sẽ phân ra chọn một người ra trình, chọn một ca hay ra trình. Ai trình cũng được hết. Dĩ nhiên là một người trình thôi, còn thầy cô ta sẽ hỏi với người khác. Người khác trong cái nhóm được cấp cứu đấy và kể cả những người ngồi nghe ở ngoài. Và các em nhớ là những cái buổi trình
do buổi báo cáo giao ban, buổi trình bệnh tại giường và trình bệnh án cuối, trình bệnh án cuối của thực tập đấy, nó được đánh, đều được đánh giá bằng đánh giá hết, đều được đánh giá ABC đó. Và cái đánh giá đó cũng là đó là cái quyết định cái điểm thực hành cuối khóa. Nha, số lượng sinh viên hiện diện, số lượng sinh viên hiện diện, nha, số người trình bày, số người có ý kiến thì nó có tiêu chí dựa vào những cái dữ kiện đấy, yếu tố đấy để đánh giá xem cái buổi trình giao ban đấy, các cái buổi trình bản án đấy, buổi trình bản tài dừng đấy, từ A, B, C, A, B, C có cái mẫu hết, có cái mẫu hết, nha, có mẫu hết, dựa vào những tiêu chí đấy chúng ta đánh giá A, B, C đạt hay không đạt. Và cái điểm đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái điểm thực hành cùng và ảnh hưởng đến thực hành cuối khóa. Nha, rồi. Chúng ta nhớ là khi mà giao quan đấy thì buổi giao quan bắt đầu từ 7:15 kết thúc 8:00. Nha, tôi được có trách nhiệm là liên lạc với thầy cô, liên lạc với thầy cô để đảm bảo giờ giấc. Ví dụ như là quá 7:15 thầy cô chưa đến, có trường lớp trách nhiệm là gọi cho thầy cô đấy, cái thầy cô phụ trách đấy. Nha, trong bộ môn đã phân công mỗi thầy phụ trách một ngày nhất định, và cũng đã cả ba buổi học luôn, sáng giữa và buổi trưa luôn. Nha, thì tổ trưởng nên biết thầy cô nào số điện thoại của thầy cô đó để nhắc nhở, nếu thầy cô dạy quá lố thì ta có thể nhắc nhở thầy cô là dạy quá giờ, tổ trưởng nhắc. Chỉ như chuyện này chỉ tới nhiều thôi, chỉ tới nhiều thôi. Nha, thì nếu ta dạy lố giờ hay đến không dạy hay hoặc đến trễ thì tổ trưởng chỉ còn điện thoại nhắc nhở thầy cô, hoặc là báo cho tôi biết, báo tôi biết, hoặc là cái cả ghi vào trong cái phiếu thực hành của tổ đấy, ghi rõ là cái buổi đó là thầy A, thầy B, thầy C gì đó không có mặt, ghi nó luôn, ghi thẳng nó luôn để cứu phá tổ bộ môn xem lại xem thầy cô nào nhắn nhiều nha, dạy như thế nào, nhắn có nhắn nhiều hay không thì thầy cô tổ môn sẽ có cái sự thay đổi hợp lý. Nha, rồi nắm được vấn đề chưa? Rồi sau đó xuống đi bệnh phòng học. Mà chúng ta nên nhớ là chúng ta phân công cho rõ ràng. Nha, một người được phân công một phòng trong một tuần, chứ không phải là hôm nay cô học phòng này rồi sáng mai cô học, ngày mai học phòng khác không được. Một người được phân công một phòng trong một tuần và tuần sau là sẽ đổi sang phòng khác. Thì chúng ta có 4 tuần thực tập, chúng ta sẽ có 4 phòng. 6 tuần tầm có 6 phòng. Nha, một trong cái tuần đấy ta chỉ nắm cái bệnh trong phòng của mình thôi, nắm được kỹ cái bệnh trong cái phòng của mình. Nha, và sẽ trình cho thầy cô, nếu thầy cô đi đến cái phòng của mình đó, thầy cô đến đột nhiên đến hay là đến nó sắp xếp gì đấy cũng được, thì cái phòng đó những người phụ trách cái phòng đó sẽ có trách nhiệm trình cho thầy cô những ca mình không, mình sẽ đánh giá luôn mình đến đấy, đánh giá. Nha, trong bây giờ thực tập ở giữa ở phòng chúng ta không nên đi có mặt ngoài hành lang. Nha, tập trung trong phòng hết, trong phòng hết, thời gian nó ngắn lắm, khoảng chừng tiếng rưỡi là nhanh lắm. Nha, chúng ta tiếp xúc với người bệnh, tiếp xúc với người nhà, chúng ta tạo cái mối giao tiếp, mối nói chung tạo được cái sự thân mật tin tưởng của người nhà và bệnh nhân. Nha, trò chuyện với người ta rồi giúp đỡ người ta trong một số cái thủ thuật, cái thao tác, ví dụ như thay băng, có thể xin mấy cô mấy chị mấy em ví dụ cái thay, nha, ngay cả có thể giúp bệnh nhân người ta thay đồ, nha, ngay cả chuyện đẩy xe bệnh nhân đi làm những cái xét nghiệm. Nha, có một cô mà thấy mấy thầy cô mà thấy mấy em thân em đẩy xe đẩy hay băng ca đẩy bệnh nhân đi xuống phòng mổ đi làm cái xét nghiệm môn môn còn khen ngợi cho em. Dĩ nhiên là mình học đó là học là chuyện phải giúp đỡ có qua có lại ta mới cho mình khám. Nha, thứ hai nữa là khi khám bệnh đó thì mấy em phải biết nhớ là cái nguyên tắc, cái mối quan hệ giữa sinh viên tập và bệnh nhân là mối quan hệ xin cho, nhớ chưa, xin cho tôi xin anh đồng ý anh cho mấy con thì không được, hiểu chưa? Cho nên là khi thăm khám phải xin người ta trước, ta đồng ý mới được khám, khám xong mới cảm ơn.
nha, mình nên nhớ là những bệnh nhân nào hơi khó tính một chút, những bệnh nhân nặng khó tính là nhận biết rồi, mình hỏi vài trong ba câu khơi màu đầu bệnh nhân không thèm trả lời coi như khó rồi, cũng đừng đụng đến nữa. Những bệnh nhân nào thấy nặng là sao, thấy sinh hiệu không ổn định, bệnh nhân thở mệt nha, bệnh nhân nhảy dụa đau đớn này nọ, nói chung là thấy cái biểu hiện nặng thì chúng ta đừng có khám. Và điều thứ ba nữa là gì, khi khám bộ phận tế nhị thì phải mời bệnh nhân vào trong cái phòng riêng đấy, đây có phòng riêng để khám, phòng riêng để khám, không có khám những bộ phận đó tại giường mình, nhớ chưa. Và thứ tư nữa là bảo vệ cho mình là gì, khi chúng ta khám những cái gì liên quan đến dịch tiết, những bộ phận nào có dịch tiết, có tiết dịch nha, thì chúng ta mang găng nha. Còn nếu khám bình thường thì không cần phải mang găng, nhưng mà sau cuối buổi thực tập thì nên sát trùng lại cái bàn tay rồi mình khám, nhiều khám mà trong phòng xong không mang găng thì cuối buổi trước khi quay trở lại cái phòng điều ban, phòng tư bệnh án này phải sát trùng cái bàn tay nha, sát trùng, những việc sát trùng nó để sẵn ngoài hành lang tha hồ gì đó mình chưa, để bảo vệ cho mình nha. Còn một vấn đề liên quan đến bảo vệ cho mình đó là ở dưới cấp cứu em khâu giá vết thương, khâu vết thương nha, nếu chúng ta chưa có rằng chúng ta đứng xem, đừng có ráng làm gì quá nha, cẩn thận. Hai vấn đề là có thể dây máu vào trong mắt hoặc là kim tâm vào tay, khi có hai xảy ra hai cái sự cố đấy thì báo ngay cho bác sĩ điểm kiếp trực ngoại ngày hôm đó, và bác sĩ điểm kiếp trực ngoại về cấp cứu để ta làm thủ tục để phòng ngừa cho mấy em. Nhớ là khi mà dịch máu bắn vô mắt hay khi đâm vô tay thì hãy báo ngay, chứ đừng có nghĩ không ai biết hết, báo ngay cho bác sĩ điều ngoại hoặc bác sĩ được cấp cứu, bác sĩ trưởng điều ngoại hoặc bác sĩ trưởng của được cấp cứu, ta làm điều ngoại ta điều trị dự phòng cho mấy em ha. Rồi quay trở lại từ cấp cứu thì chúng ta một buổi được cấp cứu, một ngày được cấp cứu đấy, chúng ta ráng ta học hoàn chỉnh một cái bệnh. Học hoàn chỉnh là chúng ta sẽ thăm khám bệnh, theo dõi bệnh và sẽ mổ có ra cái gì, học hoàn chỉnh một ca nha. Và những cái buổi được cấp cứu sau chúng ta sẽ không học trùng lại bệnh đấy, chúng ta có 6 tuần thực tập thì những cái chỉ tiêu chúng ta trong 6 tuần đấy nó phải hoàn toàn khác nhau, cấp cứu cũng khác nhau nha, trình bệnh án cũng khác nhau, thực hành cũng khác nhau, nhân dân cũng là không có trùng lắm, cái cục lóc là không có tính chi tiêu, nắm được vấn đề chưa? Nha, thì cấp cứu chúng ta tìm cái luồng thừa, đã học luồng thừa cùng luồng thừa trước rồi thì luồng sau không học luồng thừa nữa, học những bệnh khác, không có trùng lóc về mặt chi tiêu, khi thực hành là khó đấy.